Kính chào quý khán thính giả, tôi là Joe Dovin, điều hành chương trình Việt Face của chúng ta. Hôm nay là ở khoảng giữa tháng 2, chúng ta cũng đã qua những mùa lễ Tết nguyên đáng và đã trở lại những công việc bình thường. Trước khi chúng ta bàn về những cái vấn đề chính trị hiện thời của nước Mỹ cũng như thế giới, thì chúng tôi cũng sẽ nói một ít về những cái sinh hoạt cộng đồng của chúng ta tại Nam California, vùng Cam. Hôm nay có mời lại được luật sư Lê Công Tâm để chúng tôi có một công việc trao đổi với ông và cũng có những cái thông tin cập nhật. Xin kính chào luật sư Tâm. Dạ, xin kính chào tiến sĩ Châu Đỗ Vinh và xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt Face. Vâng, cũng đã mấy tháng rồi, chúng tôi cũng không liên lạc với nhau, lý do là vì mỗi người mỗi việc rất là tất bật. Yeah. Nhất là chung quanh những ngày lễ holiday Tết nhất rồi đó. Thì cũng qua cái thời gian bận rộn thì chúng tôi mới ngồi lại với nhau. Thì hôm nay cũng muốn ôn lại một số việc vừa xảy ra, tức là dịp Tết thì luật sư Tâm cũng có tham dự trong diễn hành Tết cũng như hội chợ Tết tại Mount Square Park. Xin luật sư điểm sơ qua những sinh hoạt này chúng ta thành công như thế nào? Dạ vâng, thưa tiến sĩ Joe Đỗ Vinh, thì tôi cũng bận vì cũng đóng góp một phần nhỏ vào trong cái cuộc diễn hành Tết Canh Tí năm 2020 của thành phố Westminster, cũng như là trong cái hội chợ Tết ở tại Maestrovac năm nay là năm thứ năm rồi. Năm nay thì Tết nó đến hơi sớm hơn những năm khác, rơi vào tháng Giêng thay vì ở đầu hay là giữa tháng 2 là những cái năm nhuận. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt là năm nay lần đầu tiên là thành phố Westminster quyết định thay đổi cái công thức về cái việc tổ chức cái diễn hành Tết, và cái kết quả thì như tiến sĩ cũng như quý đồng hương đồng bào trên toàn thế giới đã nhìn thấy các cái hình ảnh qua các cái cơ quan truyền thông, thì cái cuộc diễn hành Tết ở thành phố Westminster trên cái đại lộ Trần Hưng Đạo, còn có tên là đại lộ Bonsa, thì nó là một cái cuộc diễn hành lớn nhất từ trước tới giờ trong cái lịch sử định cư của người Việt tại quận Cam, nhất là tại thành phố Westminster trong 45 năm vừa qua. Vâng, chúng ta cũng hãnh diện rằng Little Sài Gòn, Nam California, chúng ta có những cái sinh hoạt rất là đặc sắc hàng năm. Diễn hành Tết Parade là một cái sinh hoạt chúng ta đáng hãnh diện. Và năm nay thì theo sự đánh giá khách quan của nhiều cơ quan truyền thông, chứ không phải những người tổ chức mà nói, đó là đông nhất và long trọng cũng như là quy mô nhất từ trước đến giờ. Và cũng có con chuột Mickey Mouse bên mainstream, tức là dòng chính, họ cũng đóng góp và có đi diễn hành. Chúng ta thấy rằng những phái đoàn đi rất là vui vẻ và bắt đầu cũng khá đúng giờ, phải không? Đúng. Có thể trễ đâu khoảng nửa tiếng, nhưng mà năm nay vì Tết sớm nhưng mà lại không bị mưa như hàng năm. Thì ngay cái dịp Tết đó, chúng ta hay thấy mưa, mà nhưng mà năm nay đó thì sớm và khí hậu rất là tốt. Và chúng tôi cũng muốn hỏi luật sư về cái bên Orange County và tổ chức về hội chợ Tết tại Mount Square Park thì như thế nào? Dạ thưa, thì năm nay là tương đối là rất là đông. Dĩ nhiên như tiến sĩ vừa mới cắt nghĩa thì năm nay cái cuộc diễn hành cũng như là cái hội chợ Tết nó gặp nó hội đủ ba cái yếu tố, tức là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời thì cái khí hậu nó quá tốt, cái ngày mùng 1 Tết thì buổi sáng thì tương đối nó hơi lạnh, nhưng mà vào giữa bắt đầu sắp sửa trưa trưa chút xíu thì trời nó lại trong sáng lên và nó ấm lên. Đồng hương đổ xô ra, lần đầu tiên mà trong cái lịch sử ở tại hải ngoại, nhất là ở quận Cam, mà đàn ông mặc áo dài khăn đóng. Tôi thấy là tiến sĩ cũng vậy mà tôi cũng vậy, chúng ta trở lại cái truyền thống của ông bà chúng ta hồi xưa mặc áo dài khăn đóng ngập trời hết, không ạ? Thì đó là những cái đặc điểm. Và năm nay nữa thì giống như là tiến sĩ nói, thì cơ quan, cái công ty có thể nói là lớn nhất về entertainment của Hoa Kỳ là Disneyland. Họ đã tham dự lần đầu tiên, họ tham dự và họ cho Mickey Mouse làm sứ giả của trẻ em để mà kêu bằng đóng góp vào cái năm Canh Tí, tức là năm con chuột.
thì chúng ta cũng biết cái năm kinh tế nó rất là quan trọng, nhất là cái thời năm 40 công nguyên thì Hai Bà Trưng đã khởi nghĩa và cũng vào cái năm kinh tế luôn. Rồi sau đó thì công ty Kaiser Permanente cũng là một cái công ty y tế lớn của Hoa Kỳ, họ cũng tham dự. Nói chung là lần đầu tiên mà những cái công ty ngoại quốc và công ty dòng chính họ bắt đầu chú ý tới cái tập thể của cộng đồng người Việt. Thì ở phía bên hội chợ cũng vậy. Chúng tôi có hơn gần khoảng 50.000 người tham dự cái ngày lễ của ấy. Thì nói chung lại thì đây là có thể nói là cộng đồng người Việt tại quận Cam và tại trung tâm Litton Sài Gòn quận Cam là năm nay ăn Tết lớn. Dạ, rất là long trọng và chúng ta thấy cũng là dịp ăn diễn. Ngồi khi lấy vợ thì mới diện áo dài lên thì chỉ có dịp Tết. Lúc lấy vợ mặc áo dài, tôi lấy vợ không có mặc áo dài. Một cái điều rất là vinh dự và chúng ta thấy rằng những cái phái đoàn đi đó thì được giới thiệu một cách long trọng và các giới truyền thông báo chí chưa bao giờ mình thấy camera nhiều như vậy hai bên đường và kể cả dòng chính họ cũng quay phim và tham dự rất đông đủ. Và nếu quý vị lên YouTube hoặc là Google Tết diễn hành 2020 thì chúng ta thấy rất là nhiều cái video clip và các anh em trong giới truyền thông đưa tin rất là đầy đủ. Đó là điều chúng ta rất là vui. Và bên hội chợ Tết thì Microsoft Park đã tổ chức 5 năm dưới sự ủng hộ, bảo trợ của văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ. Thì chúng ta thấy thời gian qua rất mau. Cái venue, tức là cái nơi chốn tổ chức rất là hay, thoải mái cho đồng hương chúng ta đi ra đi vào, chỗ đậu xe thoải mái. Và những cái quầy business hay là đưa thông tin đã tiếp cận với các đồng hương một cách rất là tốt đẹp. Thành ra đó là chúng tôi cũng chúc mừng bên ban tổ chức cả hai diễn hành Tết và hội chợ Tết. Đồng thời về riêng văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ thì chúng tôi cũng biết rằng có cái trung tâm phục vụ đồng hương chúng ta cũng nhiều năm rồi. Thì luật sư nói biết thì để trước khi đó thì cũng phải nói rằng là cái hội chợ Tết 5 năm rồi, năm nào cũng là cái hội chợ của cộng đồng, tức là hoàn toàn miễn phí. Mọi người tới là không có phải mua vé, cũng không có phải đậu xe trả tiền rồi gì hết. Đó là một cái đặc điểm của cái hội chợ Tết ở tại Microsoft Park. Còn cái phía bên cái diễn hành Tết thì quý vị cũng thấy là năm nay văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ cũng bảo trợ tài chính một phần lớn trong cái việc mà trả tiền cho thành phố. Có thể nói là như vậy, và nhờ đó thì cái công việc tổ chức nó tương đối nó nhanh chóng hơn. Và thứ hai thì tôi cũng được đóng góp một phần nhỏ vào trong cái việc thực hiện 6 cái xe hoa mà do cái sáng kiến của bà Phó Thị trưởng Kimberly Hồ, là nói về cái diễn tiến của cái lịch sử dân tộc Việt Nam mình bắt đầu từ cái năm canh tí 40 công nguyên, tức là Hai Bà Trưng khởi nghĩa, chiếm 65 thành đánh đuổi Tô Định, xong rồi tới cái cuộc khởi nghĩa của bà Triệu, rồi sau đó cái cuộc chiến công thần thánh của Đức Thánh Trần trong cái trận chiến Bạch Đằng Giang, rồi tới cũng cái trận chiến thần thánh của Đại Đế Quang Trung trong cái trận Ngọc Hồi Đống Đa. Rồi đó là bốn cái dấu mốc lịch sử Việt Nam mà nó oai hùng nhất, là mình đã chiến thắng quân Tàu để mà đánh động cái lòng ái quốc của người Việt Nam, nhất là trong cái thời điểm mà bây giờ Tàu nó xâm chiếm cái lãnh hải của Việt Nam mình. Và sau đó thì tới cái một cái xe hoa thứ năm là nói về cái đời sống hiền hòa nông thôn của Việt Nam Cộng Hòa trong suốt cái thời gian 1954 tới 1975. Và sau cùng là cái hành trình 45 năm của người Việt hải ngoại, bắt đầu từ khổ sở rồi đi qua và trở thành là bắt đầu từ cái boat people, rồi sau đó thì sang đây cái thế hệ 1.5 thế hệ thứ hai thành công giống như tiến sĩ rồi này kia, trở thành những cái người công dân người Mỹ gốc Việt thành công. Thì 6 cái xe hoa nó lần đầu tiên một cái cuộc diễn hành Tết nó có những cái xe hoa lộng lẫy và nó
trình bày cái lịch sử cho người bản xứ cũng như những cái người thiểu số, bạn bè hay là tất cả những cái thế hệ trẻ nó hiểu được cái lịch sử của cộng đồng mình. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà cái văn phòng phục vụ, thì hiện tại văn phòng giám sát viên Andrew Đỗ có thiết lập từ hồi tháng 10 năm 2007 hai cái văn phòng. Thì văn phòng phục vụ cộng đồng quận Cam nó nằm ở trên cái góc đường Magnolia với đường McFadden. Nó cũng gần, rất là gần với nhau, nó cách nó chỉ có hai cái building khác nhau thôi. Thì nếu mà Đồng Hương mà muốn tham dự thì cái số số điện thoại của cái cộng đồng của cái văn phòng thứ nhất đó là 714-889-4105, và của cái văn phòng thứ hai thì nó là 714-372-3454. Thì quý vị có thể hỏi từ cái vấn đề trợ cấp gia cư, trợ cấp xã hội, trợ cấp food stamp cho đến vấn đề xin passport, vấn đề y tế, nói chung tất cả những cái gì mà thay vì quý vị đi đến từng cái văn phòng quận Cam nó ở rải rác, thì nơi đó nó là cái nơi tập trung cho tất cả mọi dịch vụ của quận Cam. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái văn phòng phục vụ cộng đồng của quận Cam, tức là do giám sát viên Andrew Đỗ đi hạt một, bao gồm đa số những thành phố đông dân cư gốc Việt chúng ta nhất ở tại quận Cam. Thì văn phòng ở Magnolia với McFadden thì rất là gần, từ Bosa đi lại về hướng McFadden có 5-3 block thôi. Quý vị có thể đi bộ từ Little Sài Gòn hoặc là đi xe sẽ thấy cái huy hiệu, cái logo của Orange County. Và tất cả những dịch vụ đó thì chúng tôi sẽ chạy cái số phone để cho quý vị có thể liên lạc. Đồng thời chúng ta thấy rằng đây là một cái thành tích của các dân cử gốc Việt, mà đặc biệt là luật sư Andrew Đỗ đã tại chức nhiều năm rồi, và ưu tiên của ông là đến phục vụ Đồng Hương và cái văn phòng phục vụ cộng đồng là một cái phương tiện rất là tốt, cũng như các sinh hoạt chúng ta thấy rằng hàng năm Tết, hội chợ Tết, diễn hành Tết. Thì năm nay chúng tôi cũng ghi nhận là 6 cái chiếc xe hoa đó rất là đặc sắc và những cái đánh những dấu mốc lịch sử của Việt Nam. Chúng ta lúc đó thì bà Phó Thị trưởng Kim Lê Hồ là đi trên con voi, voi giấy nhưng mà là bà xuất sắc trong vai bà Trưng. Tại vì xứ Mỹ không có thể nào mướn con voi triệt được. Dạ, nhưng mà nhìn giống lắm. Nhưng mà đặc biệt là tất cả những phái đoàn, các gia đình đều đi đủ, đông đủ hết, và chúng tôi gặp được nhiều người thân hữu, bạn bè ở ngoài diễn. Tôi thấy tiến sĩ mặc cái áo dài rất là đẹp. Dạ, chúng tôi cũng đi với luật sư Dina Nguyễn, cái phái đoàn của Orange County Water District, có cái chiếc xe cart. Rất là vui là năm nay rất là nhiều trẻ em, trẻ em mặc áo dài, và chúng ta thấy qua thế hệ thứ hai, thứ ba, đáng hãnh diện, chúng ta đã không những hội nhập được dòng chính mà chúng ta còn giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc chúng ta với cái chủ đề là Xuân Tri Ân. Cái hay nhất là tại sao những cái thế hệ trẻ như mình mặc áo dài mà không có feel mắc cỡ, mà rồi hãnh diện mà lại thích mặc nữa, đúng không ạ? Hồi xưa mình nhìn thấy mấy ông bà mình mặc áo dài, trong đầu óc mình nghĩ tại sao mà đó là mình mặc cái khổ đó, chắc mình khổ lắm phải không? Mỗi lần đi làm việc gì phải vắt áo lên thế này kia, cột lại đủ thứ, nhưng mà cũng trong là cái dịp lễ lượt mặc thì trông thấy đó mình cũng hãnh diện. Đồng thời thì chúng ta thấy rằng các đồng hương chúng ta, đặc biệt gia đình thân hữu từ các nơi trên nước Mỹ còn xa hơn nữa, đổ xô về Little Sài Gòn, Bosa, Phước Lộc Thọ, trở thành những địa danh nổi tiếng, và cũng bớt đi những người đi về Việt Nam, bởi vì năm nay thì quý vị thấy Tết nhất thì về Việt Nam thì vừa tốn kém vừa nhiều rủi ro. Chúng ta thấy như coronavirus hiện nay thì có một số người bị kẹt không về được hoặc là về bị những vấn đề, thì luật sư cho biết là cái trường hợp đó mình cập nhật tới ngày hôm nay nó đã thế nào rồi? Thì hiện tại bây giờ thì riêng nước Mỹ không là đã có 12 trường hợp. Trường hợp sau cùng là một cái em bé trẻ ở tại tiểu bang Wisconsin. Nó có 4 tiểu bang hiện tại đang bị ảnh hưởng của coronavirus là Washington, California của mình, toàn bộ California của mình, Arizona, và mới đây thì thêm tiểu bang Wisconsin. Thì đối với Hoa Kỳ thì chắc chắn là người ta có thể ngăn chặn được cái sự lây lan của cái bệnh dịch coronavirus, và người ta có thể chữa trị được.
Cái đó thì no doubt about that. Nhưng mà về phía phương diện ở tại các cái quốc gia khác thì tới giờ phút này thì cái việc mà ngăn chặn hay là chữa trị thì nó cũng không có cái gì mà nói được. Ngay cả Trung Quốc họ tuyên bố như vậy, hay là ngay Hồng Kông họ nói là họ đã tìm ra được cái thuốc để mà chữa, nhưng mà chắc chắn rằng là cái vaccine đó nó cũng chỉ là những cái lời đồn đại để mà trấn an dư luận của người dân thôi. Tình trạng thì như tiến sĩ cũng biết là ở tại Trung Quốc hiện tại bây giờ là nó có hơn 2.000 case, và nó cái sự con số tử vong nó lên đã trên tới hơn 1/10 cái đó, và cái con số tử vong nó đã vượt qua khỏi cái con số tử vong của cái bệnh SARS, tức là bệnh cúm gà hồi năm 2002-2003. Và cái lý do là cái thời gian ủ bệnh, nó gọi là ủ bệnh, cái thời gian lây lan nó phát triển ở trong một cái con người mà bị bệnh đó, thì nó ngắn quá, nó có 5 ngày so với cái bệnh cúm gà hồi xưa nó là 12 ngày cho tới 14 ngày. Thì vì cái thời gian mà gọi danh từ gọi là ủ bệnh nó ngắn quá thì nó lây lan rất là nhiều. Và theo cái sự phỏng đoán của các cái chuyên viên y tế Hoa Kỳ thì tới cuối tháng 4 này và đầu tháng 5 tới thì những cái thành phố mega của Trung Quốc, chẳng hạn như là Beijing, tức là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thẩm Quyến và Quảng Đông sẽ bị rơi vào trong cái tình trạng như thành phố Vũ Hán bây giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là một số thông tin cập nhật về cái coronavirus đang lây lan ở Hoa Kỳ. Mười mấy ca thì Hoa Kỳ đã ngăn chặn được một cách tích cực, và cũng như những người công dân Mỹ đưa từ Vũ Hán về thì họ đã cách ly tại những cái trại quân đội để mà bảo vệ an ninh sức khỏe cho cộng chúng, cũng như là chữa trị cho những người đã mắc bệnh. Và vì cái thời gian incubation đó, ủ bệnh đó, nó có thể là 2 tuần hay là cao hơn nữa, tức là không có triệu chứng nhưng mà vẫn lây cho người khác được. Nó rất nguy hiểm, và con số rất là chính xác về cái bao nhiêu người viêm bệnh, có thể trên 30.000, có thể lên cả cao 100-200.000, chúng ta chưa biết. Và mức tử vong thì đã cao hơn SARS và các bệnh dịch gọi là pandemic trước đây. Thế thì Hoa Kỳ thì có những biện pháp rất là cụ thể và đã không có là một cái nguy hiểm cho công chúng, nhưng mà ở các nước nghèo như là Việt Nam hay là kể cả những Thái Lan, Singapore, Singapore tuy là không nghèo nhưng mà cũng lây lan qua Mã Lai rồi Indo, rồi Ấn Độ cũng có nữa, Đài Loan đã có, Hồng Kông đã có, và rồi, biện pháp họ cách các ly. Cái quốc gia Âu Châu như Đức, Pháp có hết, có. Trên 26 quốc gia đã có cái virus này. Thì hiện nay Trung Quốc đang đối phó rất là mạnh bạo, bởi vì họ bị nặng nề nhất, có thể là vài chục triệu người đang bị cách ly trong các thành phố, và bây giờ họ phải đưa vào những cái trại tập trung để điều trị. Nhưng mà khả năng điều trị thành công như thế nào chưa biết, vì thuốc chữa trị hay là vaccine chưa có. Và theo thời gian nó càng nguy hiểm, nó chưa có peak, nó chưa có lên cái đỉnh cao, mà khi nó lên đỉnh cao rồi có thể qua mùa nắng thì nó lại hạ xuống, nhưng mà lại nó lại có những cái virus khác xuất hiện nữa, chứ không riêng cái vấn gì. Cái vấn đề của cái coronavirus ở đây nó khác với cái bệnh dịch Swan năm 2002-2003, nó lây từ người sang người được, nó nhảy từ người sang người được. Và cái vấn đề thứ hai nữa là những cái quốc gia khác họ không có ngăn chặn được, là vì họ không có hạn chế được, và họ không có nắm vững được cái sự lây lan của một cái cá nhân, thí dụ như chẳng như tôi bệnh, và cái người bác sĩ hay là những cái cơ quan mà y tế của chính phủ không có biết rằng là tôi đã gặp ai, và cái người mà tôi đã gặp, họ đã gặp ai, nó cứ kiểu giống như là dây chuyền pyramid vậy đó, nó cứ lên. Vì lý do đó cho nên nó lây lan nhanh mà nó không kiểm soát được. Còn Mỹ thì họ làm được cái đó, tức là họ truy tùng tới một cái người nào bị như thế nào là họ đã biết rằng là cái tới đó, và họ chặn được. Vì vậy cho nên ở tại Hoa Kỳ cái vấn đề ngăn chặn cái virus đó nó hữu hiệu hơn là ở các cái quốc gia khác. Vâng. Thì riêng tại quận Cam và Nam Cali chúng ta thì tuần rồi chúng tôi có phỏng vấn luật sư Dina Nguyễn, cũng là ủy viên giáo dục học khu Garden Grove Unified School District. Thì thành Unified School District họ cũng đã đưa ra những cái chính sách để giúp cho các học sinh, các gia đình ngăn ngừa được một số những cái
trường hợp mà nếu có thể mà bị lây đó thì thứ nhất là rửa tay nè, rồi không đến những đám đông, không va chạm và tránh những cái trường hợp mà đông người mà có thể bị lây bệnh. Thì đó là những cái lời khuyến cáo của các cơ quan hành chính. Và đặc biệt chúng ta cũng mừng là Tổng thống Donald Trump rất là cứng rắn và quyết tâm để mà ngăn chặn cái bệnh dịch này trước khi lan lan ra. Thì đó là chúng ta cũng rất là vui, chúng ta có một vị lãnh thủ quốc gia rất là sáng giá. Và đặc biệt chúng ta cũng có những tin vui cho ông. Thì luật sư có thể nói về vấn đề impeachment và đã đi đến đâu, và anh đánh giá những cái cuộc State of the Union của Tổng thống Donald Trump vừa rồi. Vâng, thì cái impeachment thì coi như là ngày hôm qua là nó coi như là nó hoàn toàn chấm dứt. Tức là ngày hôm qua báo, ngày hôm nay thì quý vị lên những cái tờ báo lớn như tờ New York Times hay là tờ Washington Post thì quý vị chỉ thấy có một cái chữ headline rất lớn là acquitted, là lớn là tức là trắng án. Trắng án rõ ràng. Luận tội đã xong và kết thúc là trắng án. Dĩ nhiên là cái vấn đề mà impeachment tức là vấn đề đàn hạch này nó là một cái trò chơi chính trị nó tương đối, nó có thể nói là nó rất là bẩn thỉu, nó kéo dài quá lâu. Của phía bên Đảng Dân chủ mà tìm cách để mà triệt hạ ông Trump, triệt hạ cái thế lực và triệt hạ cái uy tín của ông Trump cho cái kỳ bầu cử năm nay. Nhưng mà những cái hành động đó nó chỉ là những cái hành động nó rất là tuyệt vọng của một số những cái người lãnh đạo các cái ủy ban ở trong Hạ viện. Họ cố gắng làm như ông Adam Schiff hay là ông Jerry Nadler, mấy người đó họ tìm cách làm thế nào để mà họ làm thế nào họ nghĩ rằng họ cũng có được một cái chance để mà loại bỏ ông Trump ra trước khi mà ông trở lại để mà run cho cái cuộc nhiệm kỳ thứ hai. Và họ cũng nghĩ rằng là nếu mà không làm được cái điều đó thì ít nhất họ cũng làm xấu mặt của ông ta. Tuy nhiên thì cho tới giờ phút này thì Tổng thống Trump hoàn toàn vô tội, và dĩ nhiên cái uy tín của ông lên, quý vị muốn biết cái uy tín của ông lên như thế nào thì quý vị nhìn vào trong cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì quý vị nhìn thấy cái điểm đó. Cái vấn đề đàn hạch đó, nó không đủ mạnh để mà nó che được hết tất cả những cái thành quả về kinh tế mà 3 năm nay ông Trump ông đã làm. Sự thật ra thì quý vị cũng thấy rằng là cái tài giỏi của ông Trump là gì, là ông là ở chỗ là ông áp dụng một cái chính sách mạnh bạo và ông không care gì bất cứ những cái việc hết, rồi ông cái việc ông thực hiện. Và phần lớn những cái chính sách mà ông thực hiện về kinh tế đó, nó là những cái điều mà người phía bên Đảng Dân chủ rêu rao từ lâu mà không thực hiện được. Không làm được. Dạ. Thành ra trong cái bài diễn văn mà State of Union, ông cũng bảo là đây là cái thời đại của những người lao động, tức là the blue. Dạ vâng. Quý vị thấy những cái thiên tai về bệnh dịch ở bên Á Châu, bên Trung Cộng, đặc biệt nó cũng ảnh hưởng nền kinh tế của thế giới, nhưng Hoa Kỳ vẫn giữ vững được thị trường, không bị rớt, và công việc làm vẫn trở về với Hoa Kỳ, mà càng ngày càng thêm công việc làm, và cái mức thất nghiệp rất là thấp dưới thời Tổng thống Trump, thấp kỷ lục luôn. Thì đó là một cái điều chúng ta đáng mừng. Và riêng về Tổng thống Trump, chúng tôi cũng nghĩ rằng ông xứng đáng để được nhiệm kỳ thứ hai. Và quý vị nên chú ý cái việc ghi danh đi bầu và những cái lá phiếu khiếm duyện đã gửi về nhà. Quý vị hãy chọn những ứng cử viên, những người dân cử tại chức mà quý vị đồng ý và muốn tiếp tục ủng hộ họ, thì quý vị hãy nhớ đừng quên đánh dấu vào những ứng cử viên đó và gửi cái lá phiếu mình, hay là đưa những cái đến tận phòng phiếu hoặc là gửi mail vào. Nhưng mà đừng quên là cái bầu cử sơ bộ cũng rất là quan trọng, chứ không đợi tới tháng 11 mới quyết định. Quý vị có thể quyết định một số những cái cuộc tranh cử ngay trong tháng 3 trong cái với cái lá phiếu khiếm diện của quý vị. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn luật sư Lê Công Tâm, và chúng tôi cũng không muốn nói những gì tiêu cực về bên Đảng Dân Chủ hiện nay, nhưng mà chúng tôi thấy cũng có những điều đáng xấu hổ như bà Pelosi xé những cái giấy speech của ông Trump, rồi ông Schiff cũng là người dân cử của California, hai dân cử California là bà Pelosi và ông Schiff. Còn bên New York thì chúng ta thấy ông Jerry Nadler và Chuck Schumer là bốn người chính đó, trong cái việc đàn hạnh Tổng thống Donald Trump, thì bây giờ họ xấu mặt hơn là ông Trump. Thì điều này đáng tiếc, vì chúng tôi nghĩ rằng hai đảng nào cũng phục vụ cho dân. Hiện nay thì Đảng Dân Chủ có những cái
nhân vật hành xử có không có lịch sự cho lắm. Nó thiếu. Tại vì mấy cái đó nó sẽ đi vào trong lịch sử và nó sẽ được báo chí cũng như tất cả vấn đề về khoa bản, họ sẽ nêu cái vấn đề đó ra trong cái vấn đề dạy dỗ những cái thế hệ trẻ hay sao về cái tính cách mà nó gọi là cái văn hóa đó. Người Mỹ nó gọi là civility, cái văn hóa của nước Mỹ mà những người như mình đi sang phải học vào trong cái đó. Bây giờ mình nhìn thấy bà Nancy Pelosi làm như vậy thì tự nhiên mình nói, quý vị cứ chỉ trích chúng tôi đây, nhìn thấy bà Chủ tịch Quốc hội bà cũng làm một cái chuyện như vậy làm sao? Đó là một cái rất điểm, là đáng tiếc. Dạ, rất là đáng tiếc. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là như tiến sĩ nói, cái vấn đề sử dụng cái lá phiếu ở tại quận Cam năm nay đó, thì cái vấn đề phiếu kiểm duyệt nó sẽ gửi về nhà quý vị 100%. Nếu mà quý vị ghi danh thì tự động quý vị sẽ nhận được cái phiếu kiểm duyệt. Cái đó nó giãn tiện cho quý vị là quý vị không có phải đi bầu, quý vị có thể ngồi ở nhà suy nghĩ và bầu bất cứ lúc nào cũng được hết, miễn là nó đúng cái thời hạn. Còn kỳ trước thì một số khi nào chúng ta yêu cầu thì họ mới gửi cái phiếu kiểm duyệt về, còn nếu không thì tự động chúng ta phải đi ra cái thùng phiếu bỏ. Thì cái năm 2018 đó, cái mít của cái cộng đồng của mình, tức là cái huyền thoại nói là người Việt Nam mình lúc nào đi bầu cũng đông hết, thật sự ra cái số đi bầu của người Việt Nam năm 2018 nó chỉ, cái tỷ lệ nó chỉ có 61% thôi. Chúng ta cần phải bầu đến một cái mức độ 80%, vì ở cái tỷ lệ 80% đó chúng ta mới có thể duy trì được cái sức mạnh của chúng ta ở trong cái cộng đồng ở tại cái quận Cam này. Lý do nó rất là dễ hiểu. Cái quận Cam quý vị thấy nó chỉ có 3,5 triệu người thôi, mà người Việt Nam mình cái con số nó chỉ có vài trăm ngàn thôi, nó không được tới 1/10 của cái số phiếu. Mà ngược lại chúng ta có một người giám sát viên gốc Việt từ nghĩa là cũng hơn 10 năm nay rồi. Cái đó là gì? Là vì chúng ta đã sử dụng cái lá phiếu, cái sức mạnh của chúng ta để chúng ta có một cái người, những cái người dân cử gốc Việt như vậy. Và dĩ nhiên có những người làm việc tốt và có những người làm việc không có tốt. Thì nhưng mà nó vẫn có được cái tiếng nói của chúng ta ở trong cái quận Cam. Để được như vậy đó, thì chúng tôi kêu gọi đồng hương nên ghi danh. Những người nào chưa ghi danh thì nên ghi danh. Và những người nào ghi danh rồi thì nhớ đi bầu. Tại vì chúng ta càng đi bầu nhiều chừng nào đó, thì chúng ta, người Mỹ họ nhìn vào họ thấy rằng là ô cái cộng đồng này nó nhỏ nhưng mà nó có giỏ, nó bầu dữ lắm. Thành ra họ sẽ phải tôn trọng những bất cứ những cái đòi hỏi của chúng ta. Cái chuyện mà đòi hỏi cái quyền lợi cho cộng đồng của mình, cái chuyện nó không có gì xấu xa hết. Tại vì trong một cái xã hội của Mỹ, dân chủ của Mỹ, tất cả các cái cộng đồng mặc dù nó liên kết với nhau nhưng mà nó vẫn có những cái sự tranh đấu để mình đem cái quyền lợi về cho cái cộng đồng của mình. Vâng. Đó là lý do tại sao mình có những cái dân cử gốc Việt, phải không ạ? Cảm ơn luật sư Lê Công Tâm gửi ra một cái thông điệp rất là quan trọng và cho một đánh giá, một cái tổng thể, một cái nhìn tổng quát một cách khá chính xác. Và chúng tôi rất là cảm ơn vì ủng hộ chương trình Vietface của chúng ta. Dĩ nhiên là tất cả những đài truyền hình không riêng gì Vietface cũng gặp nhiều khó khăn. Và quý vị nào muốn bảo trợ, ủng hộ chương trình nên liên lạc với đài, vì chính cái show của Joe Dovin cũng sẽ bị cắt giảm đi, có thể là 2 tuần một lần hoặc là cả tháng mới có một lần, bởi vì những cái nhu cầu của đài truyền hình điều kiện càng ngày càng khó khăn. Thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị ủng hộ với quảng cáo, với những sự bảo trợ chương trình Vietface của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn luật sư Lê Công Tâm và kính chúc quý vị một tháng hai. Tháng nay là năm nhuận phải không ạ? Năm nay chưa nhuận, sang năm tới mới nhuận. Năm nay có một tháng. Có 28 ngày thôi. 29 ngày, năm nay là tháng Tây thì, năm Tây thì nhuận mà năm ta thì không nhuận. Dạ vâng. Thì chúng ta cũng có một cái tháng ngắn ngủi rồi sẽ đi qua năm thấy 2000 mới 2020 mà nó cũng đi qua rất là nhanh. Thì hẹn quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào quý vị. Vâng.